Hello, hello, xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chia sẻ máy in qua mạng LAN, coi mạng Wi-Fi ở trên Win 7, Win 10, Win 11 một cách ok nhất. Chắc chắn là sẽ thành công nha các bạn ha. Ok, chúng mình cũng bắt đầu nào. Con máy của mình đây đang cài một con Canon 2009 này. Bây giờ mình muốn chia sẻ con này cho mạng LAN của mình. Con này máy của mình đang cắm với mạng LAN nhá, đang dùng Wi-Fi này và cắm vào mạng LAN này. Đây đang dùng Wi-Fi cắm mạng LAN này. Ok, bây giờ mình cũng bắt đầu này. Trước tiên mình sẽ vào chia sẻ máy in, thì mình kích chuột phải vào, mình sẽ vào phần tìm kiếm này, gõ chữ Control Panel này, xong vào phần printer này. Đấy, phần máy in này, cái chuột phải máy in, chọn vào printer property, sang phần sharing, chọn vào phần share with printer. Tên ở đây để mặc định một tí các bạn. Cái mục additional driver này, cái này là cái mục mà các bạn muốn in trong mạng mà có cả những máy in mà những máy tính mà sử dụng này điều hành Win 32 bit thì các bạn tích vào phần tầm 6 này. Các bạn lên Google, các bạn tải cái driver của máy in dành cho Win 32 bit, các bạn lên vào đây, các bạn dẫn đến đường chọn dẫn được. Đấy, mình cancel nhá. Ok, mình apply này. Ok này. Máy in này. Tiếp theo thì các bạn sẽ phải vào phần network, các bạn check lại vào phần network and internet setting. Rồi, các bạn vào phần internet này. Xong di chuyển sang phần trên advanced switching option. Đó. Và để check xem là nó turn on chưa, để turn on ok này. Sang phần web and public này, turn on này. Phần on network này. Nó đang là đây, nếu mà nó đang là turn on password thì mình sẽ phải turn off đi nhá. Ok. Thế là ok này. Tiếp theo các bạn sẽ phải vào mục Regedit. Phần mục tìm kiếm của Win ấy. Và phần mục Regedit Editor, chuột phải vào nó này, chọn Run as Editor này. Chọn vào mục Hey Local Machine, chọn vào System, di chuyển xuống phần Current Control Set, click vào Control, di chuyển xuống để tìm phần Print. Print đây, click vào đây, xong sang bên này click chuột phải vào đây, chọn New này, di chuyển xuống phần Dewood 32 bit này. Các bạn sẽ copy cái dòng này các bạn dán vào. Rename này, Enter. Đấy, nó phải là rồi, giá trị là không nhá, và để extra nhá. Ok, các bạn tắt cái này đi. Này, quay trở lại phần source của Windows. Viết chữ service. Run as administrator. Chọn phần print. Printer spool này. Spooler là cái chữ phải này. Đi này. Ok. Giờ mình sáng một đây. Có thể một cái gì này. Bạn ở đây nhá, cái tên của cái máy tính của mình này. Đây, tên của máy tính của mình đây. Cái chữ phải này. Chọn vào property này. Đây, cái device name của mình này. Là ABC này. Thì đây cái ABC đây, cái chuột ra cái nha thì nó có máy in rồi này. Được chưa? Đây là máy chủ này. Bây giờ mình sẽ sang một cái máy đích. Máy đích mình sẽ dùng những tập view mình điều khiển luôn.
Mình sẽ trên máy được chia sẻ thì mình chỉ cần vào network này, tách lại cái kia thôi, cái lúc trước toàn lại vào phần internet này, vào trên transitioning option, password này, turn on này, turn on này, get anytime turn on này, turn on này, phone network này, đó, turn on này, click vào turn off này, set này, tắt đi. Và phần tìm kiếm này, sẽ có này, kích bật F này, không phải đâu, các bạn kích luôn vào đây như này, các bạn kích vào the printer that I will Asian listen. Search sẽ print my name này, click round. Mình dùng bằng cái wifi cho nên nó hơi chậm. Và phần ABC này, đó, đây, cái của mình đây, phần select, phần next, đó, ok rồi. Của mình đã ra đi rồi. Ok, xin mình xin kết thúc video đây. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì xin vui lòng comment bên dưới video. Nếu thấy video hay vẫn hữu ích, xin hãy like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.